Ủa mày nhớ tao hay gì đi qua? Đúng rồi, nhớ ngoại mới qua nè. Dạo này ngoại khỏe không? Dạ, đi lên này đây. Lên này chơi. Dạ, đi lên trước chơi ha. Ngoại mới mần cá gì vậy? Ngoại mần cá gì vậy? Hả? Ngoại mần cá hả? Ừ. Dạ. Đi. Rồi rồi, đi, đi, ngoại đi trước đi, con đi sau. Ờ, mần đập cá thì bể đi gạch uổng rồi chết rồi. Đập cá bể gạch luôn. Dạ, đi. Lên này chơi. Đi, đi lên nhà trước chơi. Con tưởng đâu ngoại quên con chứ. Đừng quên. Lên hai bà cháu mình tâm sự ha. Đây con dịnh không? Dịnh không? Dịnh không? Tết Tết vợ mày đồ qua chơi. Tết qua chén nữa. Rồi Tết qua nữa hả? Dạ. Mày đang nấu cơm hả? Chín rồi nè. Nấu cơm rồi đó. Dạ. Mà chưa làm đồ ăn ha. Mình ngồi gạch nè mày. Ngồi qua ngồi gạch cho mát mày. Hay là lên giường. Lên giường ha. Bộ qua qua Tết không qua nữa hả? Quá. Tết qua chứ hả? Trời ơi. Mẹ Tết qua ta đập mày chứ. Qua Tết tao qua đập luôn hả? 27, 28 mà qua chứ. Qua chơi. Qua này có bánh tét hay gì mày? Con có bánh tét không? Tính đem qua rồi không không qua hả? Đâu có đâu, hôm nay con qua đi con mang sữa cho ngoại nè. Hôm tới em gứa hôm qua đâu rồi cái qua chơi. Dạ. Đâu có, hôm nay qua Tết con qua chiến nữa. Hả? Tết qua chiến nữa. Qua chi nữa không qua? Qua thăm ngoại chứ chị. Bỏ ta hả? Đâu có đâu. Tết mày bỏ ta mẹ không qua hả? Dễ gì. Dễ gì không qua? Em qua giờ Tết không qua. Quá. Ủa nè, nay ngoại ăn cơm gì? Hả? Nay ngoại ăn cơm gì? Ăn cơm với gì? Ăn cơm hay với gì vậy hả? Dạ, ăn cơm với gì? Cá đâu cần đi. Cá gì? Cá gì ngoại? Ừ. Cá gì? Cá lóc. Dạ, cá lóc hả? Ngon mà ngồi à. Hấp dẫn à. Rồi ngoại nấu canh chưa? Hay lận lát mới nấu? Bí đồ ngọt gội chứ, người chưa nấu canh đó. À chưa cá nấu. Cá đồ mà gội rồi. À xong xuôi hết rồi ha, chứ việc mà đem lên là nấu á ha. Mới mà gội đó. Dạ. Đem qua một thùng. Thùng gì vậy? Sữa. Hả? Dạ sữa. Sữa, sữa ngoài hay uống á. Sữa nước á ngoài. Lấy con khui cho. Con khui cho ngoài coi hả. Hồi là ngoài hay uống sữa này nè. Dạ. Sữa là ngoài hay uống nè. Nè mày. Cái này chỉ việc khui uống hả? Sữa nữa. Mới uống hết rồi. Mới uống hết rồi hả? Hả? Uống hết rồi giờ có nữa nè. Để dành uống mày. Con mua nguyên thùng á. Tao uống hết này mày qua nữa kìa. Đúng rồi, hết thì qua nữa. Ê coi mà. 1 chai, 2 chai, 3 chai, 4 chai, 5 chai, 6 chai. Ê, tao uống hết 6 chai qua nghe. Đâu có một thùng này tới 24 chai lận. Ừ. Thùng này là 24 chai nè. Ê, còn gì đâu nữa. Đúng không à. Để con khô ra hết luôn ha. Nè, đó. Nữa, 6 chai nữa. Đây, đây 6 chai nữa nè. Nè, đó. Trời ơi. Là 24 chai lận. Gì mà mua này không hả? Dạ. Hả? Nè, đó. Gì vậy? Sữa nữa. Hết. Dạ hết rồi. Thùng đó à? Hết rồi. Dạ. Dạ. Uống cái này còn tới Tết rồi. Tại uống này là vừa gần tới Tết luôn á. Đút vô đi. Trời, đút vô hả? À. Ngoại ba dịnh cái hộp chừng nha. Chừng nào uống đây ra. À, chừng nào uống thì lấy ra.
Mãi chơi mãi gài con, kêu con lấy ra đá rồi giờ kêu con bỏ vô. Cái này để lâu được không? Được mãi, để được hả? Dạ đúng rồi, để nước sang năm luôn cũng được. Sữa này của mình. Ngày uống chai hả? Ngày được 1 đến 2 chai cũng tao được. Tao mới uống sữa mua. Sữa gì mày? Sữa, mày uống sữa gì vậy? Mày uống sữa gì vậy? Mua sữa ngũ cốc. Ngũ cốc hả? Mới uống hết hôm qua nè. Dạ. Rồi nay mình uống sữa này được rồi. Con mày biết đi chưa? Dạ biết đi rồi. Biết đi rồi hả? Dạ. Nay đi cười rồi. Mẹ con nó cũng chơi hả? Dạ cũng chơi luôn. Là con lớn dắt con qua đây cho ngoại chơi. Gì? Nào con lớn dắt qua đây cho ngoại đựng. Con nào lớn á. Hả? Con nào lớn tí xíu nữa dắt qua cho ngoại đựng. Ừ. Ngoại chịu không? Ừ. Để đây đi. Dạ để đó đó ha. Ginh đây đâu nữa. Dạ để đây nè, không đâu ginh đây đâu. Để vừa ngoại ha. Rồi ngoại muốn cất đâu ngoại cất. Rồi có đi mận không? Dạ có. Có hả? Dạ. Tết ông chủ đó tặng quà mần gần đó không? Dạ gần. Gần hả? Tết ông chủ ông tặng quà tặng quà cho đồ ăn Tết. Ngoài làm ngoài sân quần lên dữ rồi. Ở đây người ta cũng cái quần xuống rồi săn tới giờ hết chưa nó có vô ai anh ta tết đây có nhỏ ở sao kìa mận tết tặng quà đồ tiền đồ dạ yeah. Xài tết cho quà ha. Hôm nay có ai ghé thăm ngoại không? Hôm nay có ai ghé thăm bà không? Có ai ghé thăm bà không? Nghe hả? Có ai ghé thăm ngoại không? Gì? Có ai ghé thăm ngoại không? Có ai thăm ba hôm hả? Dạ đúng. Ai đâu thăm? Có mày á. Chứ đây sớm này không có ai. Không có ai thăm tao hết trơn. Mẹ ơi. Có ngày còn đi lượm bọt mà không? Bởi là có tặng quà gạo đồ đó rồi. Có. Có tặng gạo thì người ta ghé ha. Này đồ ăn không có. Dạ. Đồ ăn đồ uống gì không có nha. Dạ. Con mày biết đây gì hả? Dạ biết rồi. Nhớ ngon không? Dạ ngon. Ngon lắm hả? Dạ. Gái mày chê chứ tao phái gái. Ai đâu chê ngoại. Nữa nhờ mẹ ơi. Dạ. Nấu cơm nấu nước rồi cũng nó ngon lắm. Dạ. Gái ngon. Tao lo mày mày mần mày nuôi không dễ cho mày rằng mày biểu vợ mày đẻ nữa. Không đẻ cho mày thằng trai nữa à. Đẻ nữa nữa hả? Đăng mày nhờ. Đẻ đứa nữa không mày? Mày ham trai chứ. Trai lì còn vua hơn gái nữa à. Vợ mày đang mập mập không? Dạ cũng vậy à, không có mập. Cũng vậy hả? Dạ cũng ốm ốm giống con vậy đó. Cũng ốm vậy hả? Dạ. Đẻ đổ máu me mập lù chứ gì. Con đẹp hơn mày nữa. Dạ. Thôi để mày, mày về mày nói bà ngoại bển á, bà nói ông đẹp hơn tôi. để con gửi tiền cho ngoại cho có mấy chị gửi cho ngoại tiền á. Con gửi tiền cho ngoại để dành mà xài. Ừ. Dạ. À mày nè. Anh nhắc trăm nhòm mà. Dạ. Lo theo cái này viết mày ốm à. Không có mập nổi. Mày với cái chú kia kìa. Ông Dách. Dạ, bạn con ha.
nay đi thì ông rủ chú đó đi nữa. Bạn con ở nhà làm công chuyện rồi. Có vợ chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Dạ. Ở gần bên đó không? À, cách mấy cây số là gần bên đó hả? Dạ. Ừ, vậy cũng được. Con mua thùng sữa là hết 840, thì còn lại là 1.160.000 này con gửi lại cho mày nè. Tao mới uống hết rồi, thấy mày ớn, mày đem thùng sữa rồi tao ớn ốc rồi. Nè mày, dạ, mày nhận giùm con ha. 700. 1.160.000, chưa còn 10.000 nữa, rồi con lấy thiếu rồi. Nè mày, 1.160.000, thì 2.000.000 lận mà con mua sữa hết 840 á. Thì ở đây nè, có mấy anh chị gửi cho mày tiền nè. Dạ hả? Dạ, chị Thảo Trung gửi cho ngoại, tặng cho ngoại 1.000.000, rồi chị Kim Loan, chị Kim Loan 500.000 và một nhà hậu tâm dấu tên nữa. Chữa tao ơn. Dạ. Thì lâu lâu con qua con thăm ngoại gì mà. Tao mới uống hết qua nè. Thì uống hết này có uống nữa rồi. Có để dành uống nào hết con qua nữa. Để dành hả? Chừng nào hết con qua nữa. Trời ơi. Thôi đi con ơi. Sao vậy? Ba hết vô đây ngày uống một chai thôi chứ không lẽ ngày uống hai chai. Uống ngày mấy chai cũng được, ngày mấy chai mà uống cũng được, hai chai cũng được nữa. Tao mới hôm qua mới hết hôm qua đó. Dạ. Một cốc á. Mới hết một cốc. Mới hết hôm qua. Cái anh này mày đem này nữa. Có để dành uống thêm rồi. Uống này bổ không Tâm? Dạ bổ, uống cái này khỏe lắm. Mày có uống không? Dạ không, sữa này cho người già, người cao tuổi, con không có uống. Vậy hả? Dạ. Ừ. Con uống sữa bò, sữa dôi không à? Ừ. Nó bệnh nó mùi nó cho. Dạ, chị bên đây ha. Một cốc á. Dạ. Mà mới uống hết nè, qua nè. Dạ. Thôi ngoại ra ngoài nấu cơm đi. Ngoại nấu cơm đi, nấu cơm ăn đi, chưa rồi, con đi về. À, nấu canh nữa ăn hả? Dạ. Giờ con đi về, Tết con qua. Tết qua hả? Dạ. À, bữa nào qua? 28 hay gì? Qua đây gói bánh tét. 28 qua 29. Hai mấy cũng được, gần gần Tết qua. Cũng còn cái sống qua. À, gần Tết qua. Dạ. Thôi ngoại nghỉ lại, nghỉ ngơi khỏe nha. Vậy con về nha. Con đi về. Về hả? Dạ. Về Tết qua nghe. Dạ, Tết qua. Tết qua mua bánh trái rồi qua. Dạ, Tết qua ta mua thịt heo đồ gì rồi. Kho vịt. Kho đồ, vợ chồng mày qua chơi. Dạ, dạ, dạ. À, nha. Thịt heo qua đó. Nha. Dạ. 8, 29 gì qua. Dạ. Tiền này đây. Để đánh đó mua cái thịt heo. Ừ, tiền này có mấy anh chị tặng cho ngoại, ngoại để ngoại ăn uống, thèm gì đó ăn ngoại mua. Qua, dưa, mua dưa, mua đồ. Dạ. Ở giờ Tết mày tặng quà tao gì? Con không biết nữa. Mua gì cho tặng? Con không biết nữa mày ơi. Nói. Thôi, vậy con về á, ngoại nấu cơm ăn đi, chưa à. Rồi. Ừ. Dạ. Bển rước ông bà 29 hay gì đó, rước dạ. Ông bà đi. Dạ. Cái người qua chơi. Dạ dạ. Ông biết từ nay tới 28, 29 ngày nào mời qua cũng được hết trơn á. Dạ. Tao đâu có đi đâu. Dạ. Tết ở nhà đi chứ đâu đi đâu mà sợ. Sợ mày qua là có tao ở nhà liền. Chưa gì tao nấu nồi canh nữa ăn hà. Dạ. Thôi ngoại nấu cơm đi, con đi về, con còn đi chỗ khác nữa. Bữa nào cũng ăn cơm chưa. Dạ, thôi con về ha. Rồi dạ. Tết con qua. À, nha. Uống hết hồng sữa này. Hết sữa thôi qua.
Dạ, thôi con về cho mày. À, thùng sữa này đem qua nữa. Dạ, dạ, dạ. Thôi đi. Nhiều đời uống tới tết. Ngày dạ. Uống chai, con bé ngày uống hai chai. Dạ, dạ. Chai một. Uống riết ngang quá mẹ ơi. Cái